Chào bạn, trên tay mình đang là XE4, cái máy ảnh mới được Fujifilm ra mắt và nó là kế thừa từ cái dòng XE3 đã ra mắt cách đây khoảng 4 năm rồi. Hôm nay mình sẽ mở hộp và mình giới thiệu cho các bạn xem bên trong XE4 nó có những cái gì và dưới quan điểm của một người đã từng dùng XE3 thì mình sẽ so sánh cái XE4 này với lại cái XE3 mình đã dùng trước đây nha. Đây là cái phiên bản mà nó bao gồm cái ống kính 27mm và cái máy này nó sản xuất tại Indonesia. Máy của mình có là màu bạc, rồi bây mình sẽ mở nha. Các bạn thấy đây là tệp sách hướng dẫn sử dụng và tài liệu nói về cái XE4 này. Đây là sợi dây đeo đi theo máy bằng da. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có viên pin. Viên pin này nó có dung lượng 1260mAh. Chúng ta có một sợi cáp C, A ra C. Đây, đây là cái ống kính pancake tiêu cự là 27mm. Khi quy đổi ra chuẩn 35 thì nó sẽ tương đương khoảng độ 40mm gì đó. Một ống kính rất là mỏng, rất là nhẹ, nhỏ gọn để dành cho cái nhu cầu chụp ảnh với XE4 thì mình nghĩ là cái ống kính thích hợp với lại việc chụp hình hàng ngày như chụp hình đường phố gì đó thì nó sẽ thích hợp. Rồi, đây là XE4 chúng ta này. Đây, đây là cái cảm biến APS-C với độ phân giải là 26 megapixel. Cảm biến này nó có độ phân giải cùng với lại cái X100V cũng như là cái cao cấp hơn là XT4. Như các bạn thấy thì đây là XE4 của mình này. Mình sẽ nói sơ qua một chút về thiết kế trước nha. Cơ bản thì XE4 nó cũng như là XE3 cách đây 4 năm, tức là nó sử dụng hai cái loại vật liệu đó là kim loại cũng như là cái bề mặt bọc da giả da ở đây. Mặt trước của XE4 thì không thấy một cái nút để chỉnh giữa các chế độ lấy nét. Cái nút đó đã được Fujifilm bỏ đi để khiến cho cái XE4 này nó có một cái thiết kế tối giản và đơn giản nhất. Nếu mà các bạn để ý kỹ thì ở trên XE3 thì cái phần trên kim loại này nó sẽ là một cái thiết kế gồ ghề, nhưng mà ở trên XE4 thì nó là phẳng hoàn toàn. Các bạn thấy là phía trước này là một bề mặt phẳng, thậm chí là cái grip, cái báng cầm ở phía bên tay phải này trên XE4 thì đã được Fujifilm loại bỏ đi. Và nếu mà chúng ta muốn, chúng ta phải mua thêm một cái phụ kiện grip để sử dụng với cái XE4 này. Đây là cái ống kính 27mm, cái ống kit, tức là ống đi kèm với XE4. Nó sẽ có tiêu cự hẹp hơn một chút, là trên XE3 thì cái ống kính kit nó là 23, còn ở trên XE4 thì ống kit này là 27 và có khẩu độ là 2.8. Ở phía trên đỉnh của XE4 thì chúng ta thấy là nó có một cái bánh xe để chỉnh tốc độ chụp cũng như là cái chế độ A và chế độ P. Đây là cái bánh xe chỉnh EV quen thuộc, một cái bánh xe được sử dụng rất là nhiều trong khi chúng ta chụp hình. Và đây chúng ta có một cái nút quick menu cũng như là cái gạt on off và bấm nút chụp. Ở phía mặt sau thì XE4 có một thiết kế rất là đơn giản, bao gồm một cái màn hình cảm ứng với độ phân giải là 3 inch. Đây là một cái joystick đa chiều, nút menu, nút hiển thị hoặc là nút quay lại. Và đây là một cái ống ngắm điện tử. Ống ngắm này nó có độ phân giải là 2,36 triệu điểm ảnh, tức là nó có độ phân giải giống như là trên XE3. Có một điểm khác biệt mình đánh giá là rất là đáng giá ở trên XE4 so với lại XE3, đó là cái màn hình. Cái màn hình bây giờ nó không đơn thuần chỉ là màn hình LCD cảm ứng như ở trên XE3, nhưng mà cố định thì ở trên XE4 này Fujifilm đã thiết kế để nó có thể lật và như này. Việc mà cái màn hình nó có thể lật ngược như này lại thì nó sẽ giúp cho những người dùng XE4 để quay vlog hay là để tự chụp hình một cách đơn giản hơn. Nó giống như là XT4, còn XE3 trước đây thì không có tính năng này. Bên tay trái này thì chúng ta sẽ có một cái cổng mini HDMI, cổng USB-C. Mình thấy có một cái dấu hiệu là có hình cái pin ở đây, thì tức là các bạn có thể dùng cái cổng này để sạc pin cho máy. Bản chất thì ở trong hộp máy thì mình không thấy có một cái đế để sạc, mà nó chỉ có một viên pin thôi. Tức là cái việc sạc XE4 sẽ thông qua cái cổng C này. Trên chúng ta có một cổng mic quay phim. Phía dưới là chúng ta có pin cũng như là khe gắn thẻ SD. Đáng tiếc là cái khe thẻ SD này nó chỉ hỗ trợ cái chuẩn thẻ nhớ là UHS-1 thay vì UHS-2 với tốc độ ghi đọc nhanh hơn. Có một điểm mà mình thấy là XE4 hơn XE3 đó là nó mỏng hơn gần 1cm. Với cái việc mà cái grip bị loại bỏ thì cái mặt trước này là một mặt phẳng hoàn toàn. Do đó là nó cũng giúp giảm một phần cái độ dày cho máy. Giờ đây thì cái XE4 này nó mỏng hơn XE3 tới gần 1cm. Các bạn cầm trên tay các bạn sẽ cảm nhận rõ điều đó. Về những cái nâng cấp cũng như là những cái tính năng mà các bạn cần quan tâm ở trên cái XE4 này, theo như Fujifilm công bố thì nó được nâng cấp về cái khả năng lấy nét để nó nhanh và chính xác hơn, nó gần như tiệm cận với những cái dòng máy cao cấp của Fujifilm. Ví dụ XT4 hay là X-Pro3, chúng ta hoàn toàn hy vọng là cái máy này nó sẽ lấy nét nhanh hơn, thậm chí là nhanh hơn so với lại cái XE3 đã khá là nhanh và khá là tốt trước đây. Cái tốc độ chụp liên tiếp của XE4 nó sẽ vào khoảng độ 8 khung hình trên một giây với màn chập cơ. Nếu mà chúng ta sử dụng màn chập điện tử thì con số đó sẽ tăng lên là 20 frame một giây. Về khả năng quay phim thì XE4 nó có khả năng quay phim 4K 30 khung hình một giây giống như XE3. Mình nghĩ là mình chỉ nói như vậy về XE4 thôi. Còn khi nào bọn mình có một cái máy trên tay thì bọn mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về nó. Hiện tại thì techsport.vn đang bán XE4 body với giá là 20 triệu, và nếu mà mua
kèm với ống kít 27mm này thì nó sẽ có giá là 25 triệu. Cảm ơn các bạn.